Cái đó lạ lắm anh. Lạ lắm. Thôi. Đừng. Em nghĩ là anh Quang Bảo bị như này là mình phải bắt anh ấy chơi thể lực. À, chơi đúng thể rồi. Lực hả? Rồi, chắc đấu lên. Lên. Anh đấu lên. Rồi. À, anh Quang Bảo sẽ chống đẩy và chị Hoàng Quyên sẽ ngồi lên người anh Quang Bảo. Ờ, em làm thị phạm cho anh coi thử được không? Thấy chưa? Tự nhiên em nói chi cho thị phạm vậy? Vừa cổng vừa hát luôn, vừa cổng vừa hát luôn. Rồi, xong. Rồi, thôi, khỏi thách đấu nữa không, em à. Em ngồi không bọn sao em không đâu. Làm được là mọi người em, sẽ làm được. Em nằm xuống đi, anh ngồi mới có sao. Đâu làm được không? Thử có làm được không? Dạ. Ngồi thì chắc là không làm được. Được. Nhưng mà tụi em chơi kiểu khác. Tụi em phải có thế riêng anh. À rồi, dạ, đến phải. Dạ. Bây giờ là bây giờ nha. Mình thách đố luôn đó hả? À, thử. Em nó thách đố, lẽ giờ không làm theo nó, kỳ. Cẩn thận Bảo ơi, cẩn thận nghe, nãy mới lặt lìa lặt lội đó. Rồi, giờ quanh lên nha, giờ tay để ở dưới kìa. Rồi, oh. Dạ. Rồi chưa? Rồi, đó. Một, hai, ba, bốn, bốn. Hết nữa đi, hết nữa đi. Mấy cái rồi. Chút xíu thôi. Ba, sáu. Thôi, đây là lời lực thôi, còn trí có thể là bên đây dùng trí nhiều hơn. Được rồi, à, một chút xíu vậy thôi ha. Bây giờ à, chúng ta sẽ nói chút xíu về à, các ngành nghề của các bạn đi. Dạ. Tụi em à, là ca sĩ, có thể là vũ đạo là điều hết sức là quan trọng. Dạ, đúng dạ, không? Dạ. Bây giờ thể hiện chút xíu nào để mình đáp lại à, cái thử thách hồi nãy à, bên đây đi. Nhảy bài gì hot hot đi. Bài gì hot hot à? Bài của Chibu. 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 À, rồi. Đó. Vô. Đó hoa hồng. Đó hoa hồng. Chuẩn bị. Âm nhạc. Bắt đầu. Hay quá. Hey, what?